Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây mình quay một video ngắn giới thiệu về cỏ lá gừng Việt Nam, hay còn gọi là cỏ lá gừng thường các bạn nhé. Thì cỏ lá gừng thường đặc biệt là lá dài, cành lá to. Độ cao trung bình của thảm cỏ lá gừng thường từ 10 đến 15 cm, và có khi nếu mà mình không cắt tỉa nó có thể phát triển lên 20 thậm chí 30 cm về chiều cao. Cỏ lá gừng Việt Nam hợp trong điều kiện trong là ánh sáng nhiều, độ ẩm, chịu hàn khá tốt. Trong cỏ lá gừng Việt Nam thì các bạn lưu ý là phải cắt tỉa định kỳ hàng tháng, mỗi tháng một lần để duy trì thảm cỏ đều và đẹp các bạn nhé. Hiện tại là mình đang có mặt ở Vân Hướng, Việt ấy chuyên sản xuất và cung cấp tất cả các loại cỏ trong sân vườn. Trước mặt các bạn có thể thấy đây là cỏ lá gừng thường, còn bên kia là cỏ vôn, cỏ nhung nhật hay là cỏ lá gừng Thái Lan thì mình đã giới thiệu rất nhiều ở các video trước. Nếu các bạn có quan tâm hoặc có nhu cầu mua cỏ lá gừng hay cỏ sân vườn thì cứ liên hệ với bên mình qua website là thamcoviet.vn hoặc số hotline là 0822 669 779. Xin trân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.